Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Quý vị thân mến, một hệ thống giao dịch thành công là một hệ thống đem lại lợi thế lớn và sự tự tin cho trader, giúp trader kiếm được lợi nhuận nhất quán và bền vững trên thị trường. Muốn xây dựng được một hệ thống giao dịch như vậy, quả thực là điều không dễ. Cần bỏ công nghiên cứu, chấp nhận thất bại và có sự kiên trì. Đây là 6 bước để xây dựng được một hệ thống có lợi nhuận. Tôi muốn chia sẻ với các bạn qua video ngày hôm nay. Bước 1. Trader cần xác định được thị trường mà bản thân sẽ tập trung giao dịch. Có thể là thị trường Forex, chứng khoán, hợp đồng tương lai, hàng hóa, v.v. Mỗi một thị trường đều có những ưu nhược điểm riêng, đòi hỏi một lượng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau. Vậy nên xác định được thị trường chính để giao dịch là rất quan trọng. Đó là cơ sở để trader xây dựng lợi thế và chiến lược theo đúng hướng sau này. Bước 2. Xác định khung thời gian giao dịch sẽ xác định phong cách giao dịch cũng như mục tiêu của trader. Bạn có thể dựa trên tính cách của bản thân để xác định được khung thời gian phù hợp. Có 4 loại trader chính, đó là scalper, day trader, swing trader, position trader. Việc lựa chọn khung thời gian cũng sẽ xác định bạn sẽ là kiểu trader nào trong 4 loại trader trên. Nên có thể thấy rằng khung thời gian sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguyên tắc giao dịch và lợi thế của chiến lược sau này. Nó cũng là yếu tố ấn định phong cách giao dịch của bạn, nên đây là bước rất quan trọng. Và bước 3, xác định lợi thế của bản thân là xác định khi nào bạn có thể tham gia thị trường. Lợi thế giúp trader biết được khi nào nên và không nên tham gia giao dịch. Để tìm được lợi thế của bản thân, bạn cần nghiên cứu một mô hình hoặc một hệ thống lặp đi lặp lại trong thời gian dài, từ đó xác định được ưu thế của nó để có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Bước 4. Sau khi đã xác định được lợi thế của mình, việc tiếp theo mà trader cần làm đó là xác định các tiêu chí quan trọng nhất để có thể mở vị thế giao dịch. Các tiêu chí này giúp bạn xác định thời điểm phù hợp để mở vị thế và cho phép xác định và quản lý rủi ro cho chiến lược. Bước 5. Trader cần có chiến lược quản lý rủi ro cụ thể và có hệ thống. Có 3 yếu tố quan trọng trong một chiến lược quản lý rủi ro mà bạn cần phải nắm thật rõ. Đó là quy tắc quản lý rủi ro, xác định khối lượng giao dịch phù hợp, tỷ lệ rủi ro lợi nhuận hợp lý cho một chiến lược. Bước 6. Viết nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch là phần cần thiết cho một chiến lược giao dịch. Bạn cần mô tả lại quá trình bạn thực hiện toàn bộ chiến lược như thế nào vào nhật ký giao dịch, trong đó bao gồm cả cảm xúc cũng như mọi quyết định của bạn. Vừa rồi là 6 bước cần thiết để có thể sở hữu hệ thống giao dịch có lợi nhuận ổn định. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.